Này, anh Hi, cái này vẫn còn dùng được. Gỡ ra mang vào trong nhà. Em bị thế nào đây? Cái này là... Khách khứa đến, anh em bạn bè đến ăn uống xong lại còn phải hát để cho nó hả? Bây giờ cái gì cái của nhà dùng vẫn hơn. Mà người ta bảo là của tốt không... À cái gì nhỉ? Đồ mới bây giờ chưa chắc đã bằng cái loại nồi đồng cối đá này đâu. Nhìn nó xấu xấu thế nhưng hát vẫn còn hay lắm. Chẳng biết cái gì thì im đi. Có biết hôm nay người ta bắt đầu mới đi... Lại mang đi bán đúng không? Nhà có cái gì mà anh Hi không nhặt đi bán đâu. Đi hành nghề. Hành nghề? Nói ra nghe bực hết cả người. Hành nghề gì mà lại toàn là sức vụn treo đầy xe thế? Cái này là cái loa ta thu âm bằng mic này nói vào đây để quảng cáo. Dọc đường người ta biết được, người ta có nhu cầu thì người ta gọi. Nhưng mà nhu cầu gì? Đi sửa chữa, phục vụ tận nhà cho người ta. Hiểu không? Điện lạnh, điện dân dụng, các loại điện. Nhưng mà ở nhà có thấy ai hay sửa cái gì bao giờ đâu. Hỏng cái gì phải gọi cái anh thợ điện nước ở bên kia sang. Từ cái ống nước nhỏ nhặt nhất, có bao giờ thấy bó tay vào đâu. Đấy là người ta chưa có đồ nghề. Nhưng bây giờ ta đã phải duy trì cái nghề này từ đời cha ông để lại, bốn đời nhà Lê rồi. Dạ. Bây giờ mình mới phục hồi. Làm gì có chuyện mà mấy đời. Từ đời các ông bà trẻ có thể ai sửa chữa cái gì đâu mà kêu bảo là ba bốn đời. Từ đời cụ tổng đời thứ mười mấy cơ đã sửa chữa tivi tủ lạnh rồi nhá. Thật như thế à? Thật thế còn gì nữa. Bây giờ cái nghề ngày xưa các cụ tồn tại được truyền lại cho mình thì mình phải duy trì chứ. Nhưng mà lấy nhau bao nhiêu năm nay sao mà ai Hi giấu nghề ghê thế? Có nghĩa là chưa đến mức mình phải dùng đến cái nghề gọi là gia bảo của tổ tiên. Nhưng mà đã như thế, lần sau ở nhà hỏng hóc cái gì tự sửa đi cho đỡ tốn tiền. Thôi, nói đi, hôm nay bắt đầu với hành nghề buổi đầu tiên. Vợ tươi tỉnh lên, chúc chồng một câu cho nó được thuận lợi trên cái con đường, cung đường đi sửa chữa cho bản dân thiên hạ. Nhưng mà thường thì người ta hành nghề này là một ngày người ta kiếm được bao tiền thì còn biết đường để chúc. Nếu giả sử người ta kiếm 5-7 trăm thì mình phải chúc chồng chiếm được khoảng, kiếm được khoảng 5-7 triệu. Nó còn phải phụ thuộc vào công việc sửa chữa cái quạt thay cái tụ. Thì nó chỉ được mấy nghìn tiền lãi cái tụ thôi. Thay cái motor thì còn được khoảng vài trăm. Thế? Thế thì phải chúc ai Hi một ngày mà đi thay khoảng chục cái motor như thế thì phải có tiền. Chứ còn những cái người mà người ta gọi thay tụ đừng có làm nhá. Nói như thế chỉ có đứt tụ. Một cái tụ được có mấy nghìn bạc thì bao giờ chứ có tiền. Thôi tao đi đã. Ai Hi phải đi sửa cho khách VIP đi. Hỏng cái gì nặng nặng vào. Trung tâm sửa chữa điện lạnh, điện dân dụng rong ruổi xin phục vụ tại nhà. Với kinh nghiệm sửa chữa điện lạnh, điện dân dụng lâu năm, bốn đời cha ông để lại, xin phục vụ toàn thể quý vị, quý khách có nhu cầu sửa chữa tại nhà. Sửa chữa bảo hành dài hạn, kể từ ngày sửa chữa cho đến lúc hỏng. Trung tâm sửa chữa điện lạnh, điện dân dụng rong ruổi xin phục vụ tại nhà. Giờ lại có cả dịch vụ sửa chữa tại nhà. Trung tâm sửa chữa điện lạnh, điện dân dụng. Ê, anh ơi. Ui rồi. Cái gì đã? Có việc. Từ lúc là anh loa đúng không? Đúng rồi. Anh sửa chữa điện tử điện lạnh tại nhà luôn à? Phục vụ tận nơi tận chốn. Ui giời ơi, đi vào đây, đi vào đây. Vào đây với em. Thế hỏng cái gì? Nhà em mấy thứ hỏng ấy. Đi vào đây. Nhưng mà hỏng cái gì phải nói chứ. Bây giờ lại mấy thứ hỏng nhỡ cái vào đấy. Như nãy thằng kia nó vào cái cũng một con bé nó chơi tôi. Nó gọi vào bảo chồng tôi vào đến nhà rồi. Nó lôi chồng ra, chồng tôi hỏng rồi. Giờ là suốt ngày rượu chè cờ bạc bỏ bê vợ con không quan tâm gì. Có sửa chữa được không? Thế mà ông chồng ông tí ông ấy cầm dao đuổi tôi đó. Chắc là anh gặp ba cái thứ lăng nhăng. Nhà em hỏng cái máy rửa xe kìa.
anh vào anh xem hộ với xong tiện thể sửa cho em cái bếp điện tử. Sao tự nhiên tận tà tận tịt, lúc lên lửa lúc không? Bếp ga nó mất chứ à? Không, bếp điện tử mà. Không, bếp ga tôi không sửa, tôi sửa điện lạnh, điện dân dụng, quạt, bàn là quạt cháy, máy bơm nước, các kiểu. Cái bếp điện đấy là anh không biết sửa dụng à? Thì nó cũng dùng bằng điện mà, thôi đi vào đây khỏi nắng, nhanh lên. Bếp ga lại dùng cả điện à? Tiện lợi nhỉ? Đây à? Đấy, thế nào mà rửa lúc nó ra nước, lúc không, lúc kêu, lúc lại không ra một tí nước nào anh ạ. Thế nó hỏng cái gì? Thì em biết nó hỏng cái gì thì em chả tìm đến anh. Bây giờ là cắm điện vào nó không chạy nữa. Để một chỗ này thì nó chạy vào mát à? Cái này muốn chạy là phải... Thế phải treo khắp nơi à anh? Không, cho lên xe chạy ra chỗ sửa chữa nó chuyên cái máy bơm xe này chứ. Em lười lắm, mấy cái thứ hai nữa là em lắm việc, có thời gian ở nhà mấy khi đâu. Mất thời gian thế cho nên nhìn thấy anh nghe tiếng là em phải chạy ra đón cổng từ nãy giờ đấy. Thì xem sửa cho em với. Cái máy bơm xe này thì tôi chưa sửa bao giờ. Nên là không chắc là không sửa được. Mai ra hiệu ấy. Tôi toàn sửa cái máy bơm ấy thôi, máy bơm. Sao điện tử điện lạnh mà anh, cái máy bơm hỏng này anh không sửa được? Nghề sửa chữa của tôi điện lạnh dân dụng ấy thì là cái nghề truyền thống. Ông cha để lại từ thời bốn đời nhà Lê cơ. Là thế nào ạ? Nên là cái lúc đấy nó chưa ra cái loại máy bơm này, tôi vẫn chưa cập nhật về cái đặc tính kỹ thuật của nó ấy. Ôi giời, thế cái thời vua chúa, cái thời ông bà tổ tiên nhà anh ấy đã có quạt điện chưa? Có rồi chứ. Thế thì từ sau ghi là sửa được những cái gì nhá. Để tôi gọi thằng cu manh sửa cho cái quạt. Cơm ơi! Đây. Đấy, cái quạt chỉ sửa được. Con đi vào trong nhà, xách cái quạt ra đây cho mẹ để cho bác sửa xem nào. Quạt nan hay quạt mo? Quạt điện chứ sao lại quạt nan hay quạt mo? Quạt điện à? Vâng. Quạt điện nghe có vẻ hơi khó khăn đấy. Ôi thôi chết. Cho anh bảo sửa chữa điện lạnh, điện dân dụng mà xong rồi lại hỏi quạt nan hay quạt mo cho bác chưa? Thì thời ngày xưa lấy đâu ra quạt điện, chỉ có sửa quạt nan hay quạt mo thôi. Tôm ơi, con ra đây con ngồi đây con trông cho mẹ, để mẹ đi vào mẹ nấu cơm. Đấy, ngồi đấy con xem. Mà này, mẹ bảo này, học hành nó cẩn thận vào. Cái này nó cũng chắc nó chỉ học qua cái chỗ này, nó lắp cái nhựa và là trong hộp. À thế ạ? Vâng. Mày quá nhỉ, thế mà anh nhà tôi biết sửa gì đâu. Tôm, nhìn đấy mà học, cái gương đấy. Nhìn cái gương đấy bảo, sau này mà học gốc nhá, sau thì chỉ có đi sửa ba cái thứ linh tinh này, không có công ăn việc làm ổn định đâu đấy. Học dốt thì chỉ có mà cấy cháo mà ăn. Nghe tao chưa? Mà mẹ bảo này, sau này học dốt á, cứ như bác ý ấy, sửa ba cái lăng nhăng này thì làm sao mà giàu được, làm sao mà kiếm được tiền. Trời nắng như thế này phải rãi mặt ra đi dọc đường đi kìa, nhục lắm con ạ. Cái quả này tôi không sửa được đâu. Sao thế ạ? Không sửa được anh? Tôi bảo không sửa được là không sửa được. Thế sao lúc nãy bác bảo là đơn giản lắm mà lại không sửa được thế? Đơn giản nhưng mà nó khó. Tôi không sửa được. Đấy, có thể chưa? Học rốt ra, sau này đến cái đơn giản mà không sửa được thế kìa. Khó cái là bỏ luôn, nhục lắm. Sửa, đấy, mang vào trong nhà. Mang đi cho, mang ra tiệm cho người giỏi ra người ta sửa. Đấy, kiếm được đồng tiền là vất vả lắm, không phải đơn giản đâu. Làm gì là tiền trong túi mình mà cho người khác ngay được. Vất hay không là việc của tôi. À không, em là nghề của tôi. Em dạy cháu nó. Ok bác. Trước thật đến chặt nhà sửa chữa cho nó còn nói xoáy, nó đều mình. Nó còn khinh mình là không có học. Mình đã cố tình nói là không sửa được để cho nó biết là thế nào mà nó lại còn lại kêu mình cái quạt không sửa được. Em chuẩn bị đi đâu à? Thì đang bảo đóng cửa để lên chân thoại. Nghĩ là ai khi đi chợ thì đi sửa thì phải tối mới về chứ sao lại về cái giờ này. Ở nhà lại tưởng ai khi không về không nấu cơm đâu. Đang nóng nực, đang bực mình đi nào. Này, hôm nay sửa được nhiều không?
Sửa cái gì mà sửa? Nói là đi sửa cái gì mà sửa? Bực hết cả người xã hội bây giờ có những coi cái con người sao mà nó lại dám thể hiện cái khuôn mặt kinh người trước mặt mình thế chứ? Nhưng vấn đề là thế nào? Nó hỏng cái quạt thì mình bảo đáng định sửa rồi, nó chỉ hỏng cái túp năng mới lại tuột cái ốc thôi. Thế là đến lúc là nó lôi con nó nói mình. Sao lại lôi con nó nói mình? Con nó đang ở đấy, nó bảo là đấy con xem mai này cố gắng mà học vào không có lại học dốt lại giống như cái bác này nè, đi sửa quạt. Thế có tức không? Người ta nói thế thì có gì mà tức, đúng quá thì còn gì nữa. Thế ngày xưa anh em chịu khó học thì bây giờ có phải ăn lương nhà nước ngồi bàn giấy được không? Nhưng mà cái lòng tự trọng của mình nó không, nó bị vi phạm hiểu không? Rồi ạ. À, cái tôi của ông nó cao quá nó như thế đấy. Thế anh bực mình, anh mới bảo chị cái này tôi không sửa được. Nó lại bổ luôn một câu đấy, con thấy không, cái quạt đơn giản như thế này mà thợ còn không sửa được thì đúng quá rồi còn gì nữa. Hỏng có mỗi túp năng với cái ốc thì mình chỉ có thay cái túp năng mới lại vặn cái ốc vào, không sửa được thì người ta chả bảo là dốt. Không phải là không sửa được mà ta nói thế để cho nó nể mình lại một tí. Có thế mà không tự ái bỏ về thế là dốt nha. Phải em ấy mà gặp những trường hợp đấy, sửa nhanh lên, cầm tiền đi nhà khác. Mình đi làm thì mình phải lựa khách hàng chứ. Ra ngoài xã hội đã bị xã hội nó chê dốt rồi, về nhà em cũng mở mồm nói câu dốt với anh, thế mà em nhẫn tâm thế với chồng à? Rồi ơi, bây giờ ấy, xã hội bây giờ làm nào phải moi được tiền trong túi người ta ra, đút vào túi của mình mới là cái người khôn, hiểu không? Chứ bây giờ nhìn thấy tiền lù lù trước mặt như thế rồi còn chê, chả là dốt còn gì nữa. Tao không đi chửa nữa, từ nay tao ở nhà không có đi đâu ra ngoài nữa. Xấu hổ lắm. Này, lúc đi thì vỗ ngực 3-4 đời truyền nghề rồi thì là nói dõi nghề, thế bây giờ để thất truyền à? Nào thì là đời ông, đời bố, nào thì từ đời mười mấy, thứ 13, 14 gì đấy. Tại sao các cụ lại để lại cho con cháu cái nghề này nhục quá chứ? Chuyển lại cho cái nghề sửa chỗ ô tô máy bay gì có phải là cái đấy thì người ta trân trọng không? Ôi giời, bà cái tô vít, cái ốc vít với lại cái túp năng quạt còn chưa sửa được, còn ô tô với máy bay. Thế mới nói là các cụ ấy, chọn cái nghề nào nghề cho nó trân trọng một tí. Bây giờ mình khôn ấy thì mình cải tiến lên, bỏ cái nghề này đi học sửa ô tô ấy. Sao mà phải trách các cụ? Nghề trong tay mình được quyền lựa chọn cơ mà. Thôi được rồi, quả này tao quyết học lại từ đầu, học từ lớp 1 cho đến cao học, để cho xã hội này đỡ khinh thường tao. Đi xuống cái quán sửa xe máy kìa, cụ nghề đấy người ta được, chịu khó lau chùi dầu mỡ xong cuối tháng lấy lương nhanh nhanh. Khỏi thì nghe khách hàng người ta nói mà đỡ một tức. Đúng, nghề nào thì nghề, cũng phải đi sâu vào nghề mới thành công được. Mình cứ bập bà bập bẹ thế này, chưa gì muốn hàng nghề chứ. Vợ nói đúng, tao sẽ đi làm thuê chứ không đi làm chủ như thế này. Có gì thì chủ nó chịu chứ mình không phải bị nói thẳng vào mặt thế. Mẹ rồi đấy, để ý vào mà học, sau này mà học rốt á, lại đi
mà sửa điện tử, điện lạnh, điện dân dụng mà đi hàng rong ấy, chứ không phải là ở nhà máy đâu. Rõ rồi, nhìn bác này này, nó thẳng luôn. Còn tập có rốt sao như bác ấy, chỉ có đi sửa điện lạnh, đi sửa điện lạnh thì kiếm chỉ có đi sửa mấy cái vớ vẩn vẩn này thôi. Không có công nguyện của đấy. Ta đi dọc đường đi kìa, nhục lắm con ạ. Cái quả này tôi không sửa được đâu. Sao thế ạ? Không sửa được anh? Tôi bảo không sửa được là không sửa được. Con thấy chưa? Mẹ bảo nhá, học dốt nhá, sau rồi đến cái quả cũng không sửa được cơ. Chứ không phải là đơn giản đâu. Mẹ này cơ là người đâu. Đi nói lại cô ấy. Nói cơm đây đấy. Cái quả không sửa được đấy. Nào. Ok. Bực thật. Chuẩn. Nhạc ra mặt. Vậy anh vẫn quay, anh cứ đấy đi, kiểu riêng đi. Ok. Quay quay mặt. Trước thật đến tận nhà chữa chữa cho nó còn nói xoáy, nó đều mình. Nó còn khinh mình là không có học. Thôi, cố tình không sửa để cho nó.